Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 110 đồng chí là lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của Đảng ủy khối ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị khu vực 3 báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, triển khai chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và chỉ thị số 31 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội. Qua hội nghị nhằm làm rõ những phương thức thủ đoạn mà các thế lực thù địch hay sử dụng, từ đó có những biện pháp đấu tranh kịp thời, tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước, đặc biệt là trên không gian mạng.